đầu khởi tranh từ tháng 5 năm 2009, cuộc thi Chinh Phục đã thu hút được sự tham gia hào hứng của đông đảo các em học sinh. Năm đầu tiên, cuộc thi đã thu hút sự tham gia tranh tài của 36 đội tuyển đến từ 27 trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh, được đông đảo bàn xem truyền hình, đặc biệt là giáo viên, học sinh các trường học hoan nghênh nhiệt liệt và đánh giá cao. Cuộc thi lần thứ hai năm 2010 với sự tham gia tranh tài của 48 đội tuyển đến từ 28 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Và những cuộc thi của những năm tiếp theo dần được cải tiến về nội dung với mục đích tạo sự hứng khởi cho người chơi và sự hấp dẫn với khán giả khi lên sóng truyền hình. Trải qua 10 lần tổ chức, chương trình Chinh Phục đã khẳng định được vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Đã có 10 đơn vị trường trung học phổ thông giành giải nhất cuộc thi và những gương mặt tiêu biểu trong cuộc thi Chinh Phục là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập, rèn luyện, tự khẳng định bản thân mình. Cùng xuất phát với tất cả niềm đam mê, kỳ vọng, trong sự cổ vũ của bạn bè, thầy cô và khán thính giả, các em học sinh được vinh dự đứng trên sân khấu trực tiếp tham gia cuộc chơi, đã cùng chung sức vượt qua những thử thách khó khăn nhưng vô cùng hấp dẫn để từng bước chinh phục đỉnh cao của kiến thức. Thành công của Chinh Phục là sự đồng sức, đồng lòng của cả một tập thể vì sự học, vì sự tiến bộ của quê hương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là dấu ấn của cuộc thi Chinh Phục do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị, Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị thực hiện trong hơn 10 năm qua. Và nhân dịp đầu năm mới Xuân Quý Mão 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề Hội ngộ ngày xuân. Xin được cảm ơn và giới thiệu các vị khách mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được giới thiệu ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Xin được giới thiệu em Trần Văn Nam, sinh viên lớp AD006 ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đạt giải nhất cuộc thi Chinh Phục vào năm 2019. Em Lê Thanh Tân Nhật, sinh viên của Trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, đạt giải nhất cuộc thi Chinh Phục vào năm 2018 và cũng là ả quân của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2018. Vâng, trở lại trường quay trong những ngày đầu năm mới nơi từng diễn ra các trận thi đấu của cuộc thi Chinh Phục, chắc hẳn là cả vị khách mời của chúng ta có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Vâng, xin được mời ông Mai Huy Phương chia sẻ cảm xúc lúc này của mình ạ. Trong những ngày đầu năm mới, tôi nhớ lại những cái hình ảnh đã qua về cuộc thi Chinh Phục của mình. Năm mới thì gắn liền với những hoài bão, những dự định, những cái kỳ vọng mới. Cho nên trong tôi luôn có cảm xúc và hy vọng mạnh mẽ rằng cuộc thi Chinh Phục của chúng ta trong năm mới sẽ được nhiều thành công. Cảm xúc của Lê Thanh Tân Nhật và Nam lúc này như thế nào? Dạ, thực sự em cảm thấy rất vui và vinh dự khi hôm nay được trở lại trường quay. Phải nói là cũng đã 5 năm rồi em mới có cơ hội quay lại nơi đây. Và nó làm em nhớ về lại những lúc mà em được tham gia cuộc thi Chinh Phục. Em nhớ về được những lần được đứng trên sân khấu, được vui buồn khi được trả lời đúng hay là trả lời sai các câu hỏi. Em nhớ về những người bạn, những người thầy cô đã đồng hành cùng em qua các cuộc thi. Nhớ đến tiếng hò reo của khán giả cổ vũ cho em. Và nhớ đến cả những lúc vui sướng khi được chiến thắng. Và kiểu nói như mấy ngày hôm qua thôi. Và thực sự là cảm giác của em bây giờ rất là khó tả. Dạ vâng, thực sự thì em rất là vui và phấn khởi khi mà đã hơn 3 năm rồi em mới có cơ hội để quay trở lại nơi đây. Từ cái những cái cảm xúc đó nó tập trung từ những cái ngày đầu tiên khi em tham gia chương trình khi là một cái cậu học sinh lớp 10. Rồi em còn nhớ rõ là những cái tâm trạng hồi hộp, lo lắng khi mà mình tham gia thi đấu cùng với các anh chị, các bạn rất là tài giỏi. Cho đến là những cái giây phút gay cấn, căng thẳng ở trong từng cái phần thi mà em đã trải qua. Và cuối cùng cái em nhớ nhất thì có lẽ đó là cái cảm giác mà vui sướng vỡ òa khi mà bản thân mình đã giành chiến thắng sau cái câu hỏi cuối cùng của trận chung kết Chinh Phục năm đó. Thật sự thì cái việc tham gia cuộc thi Chinh Phục là một cái phần quá khứ làm nên những cái ký ức tươi đẹp đối với bản thân em.
Những cảm xúc khó tả và những kỷ niệm khó quên đúng không nào? Cuộc thi có thể được xem là xuất phát điểm của nhiều bạn thí sinh khi mà tham gia chương trình này. Đối với Tân Nhật và Nam thì cuộc thi có ý nghĩa như thế nào về xuất phát điểm cho bước đường trưởng thành sau này của các em? Dạ, đối với em, cuộc thi chinh phục không chỉ giúp em mở mang thêm kiến thức mà nó còn giúp em cải thiện được sự tự tin của bản thân. Lúc trước em là một con người khá nhút nhát và từ tí, em không dám đứng trước đám đông, nhưng nhờ có các cuộc thi như mà chinh phục mà em đã cải thiện được sự tự tin của mình và em đứng trên sân khấu mà không hề có một sự lo lắng nào. Về lại bên cạnh đó thì em có được thêm rất nhiều mối quan hệ xung quanh rất tốt và có thêm những bạn bè, cải thiện khả năng giao tiếp nữa. Và nói chung là chinh phục là đem thử lại cho em rất nhiều thứ bên ngoài kiến thức và em thực sự là rất trân quý những điều đó. Và qua đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình chinh phục VNPT Quản trị cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo Quản trị đã tạo ra một cái sân chơi bổ ích như này cho học sinh cấp 3 trên địa bàn tỉnh nhà. Cũng giống như em Tân Nhật hay là những thí sinh khác thì đối với em, cuộc thi chinh phục là một cái xuất phát điểm quan trọng, nó đem lại nhiều cái giá trị ý nghĩa đối với bản thân em. Cái cũng giống như vậy thì em Tân Nhật đã chia sẻ là cái lúc đầu thì em cũng là một cái người là từ tí nhút nhát mà cảm giác rất là lo lắng khi mà lần đầu tiên mình tham gia một cái chương trình đến sóng truyền hình, rồi có những cái khán giả là theo dõi. Nhưng rồi sau cái quá trình mà tham gia cuộc thi thì em đã học được cái cách đối diện với những cái vấn đề đó để giúp cho bản thân mình có thể mở rộng ra cái vòng an toàn của bản thân để phát triển tốt hơn. Đúng như vậy, cuộc thi không chỉ mang đến cho các em thêm nhiều kiến thức mà còn rèn luyện cho chúng ta có thêm sự tự tin nữa, đúng không? Thưa ông Mai Huy Phương ạ, ông đánh giá như thế nào về tác động hiệu quả của cuộc thi chinh phục ạ? Cuộc thi chinh phục là một cái ý tưởng có sự phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo với cái mục tiêu là tạo ra một cái sân chơi bổ ích cho học sinh trung học phổ thông và đặc biệt là qua đó giúp cho các em có những cái khởi đầu hết sức bổ ích. Từ những cái lần chúng ta đã tổ chức cuộc thi chinh phục ở trong thời gian vừa qua và qua theo dõi của Sở Giáo dục Đào tạo, chúng tôi thấy rất nhiều các gương mặt từ cuộc thi này đã có những thành công bước đầu ở trong cuộc sống. Có thể nói với cái mục tiêu như vậy, chúng ta thấy là cuộc thi đã mang lại những cái trải nghiệm hết sức thú vị cho học sinh phổ thông ở trên địa bàn của tỉnh nhà. Và những cái sự thành công của các em được gắn liền với nhiều yếu tố. Nhưng tôi nghĩ là từ cuộc thi này, như hai em Nhật và em Nam đã chia sẻ, đã mang lại cho các em những cái khởi đầu hết sức bổ ích và có thể từ đó để dần bước ở trong tương lai. Xin được cảm ơn cả vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, cuộc thi chinh phục là điều kiện để các em học sinh có thể trau dồi và học hỏi thêm những kiến thức trong chương trình phổ thông, mà hơn hết là những hiểu biết chung về khoa học thường thức, pháp luật, khoa học xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, lịch sử của quê hương Quảng Trị và tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cùng nhiều lĩnh vực khác nữa. Và ở vòng loại bán kết hay là chung kết thì mỗi thí sinh của chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau. Và trước khi tiếp tục cùng trò chuyện với các vị khách mời của chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị nội dung câu hỏi cho các lĩnh vực, theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định cuối. Những gương mặt xuất sắc đại diện cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được thử sức mình ở một sân chơi trí tuệ đầy thú vị và bổ ích. Những gương mặt tiêu biểu như em Nguyễn Quang Nghĩa đạt giải nhất năm 2017, em Lê Thanh Tân Nhật giải nhất chinh phục năm 2018, em Trần Văn Nam giải nhất chinh phục 2019 và nhiều nữa những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập Quảng Trị sẽ không thể quên khoảnh khắc mình được tham gia cuộc chơi và có nhiều kỷ niệm cùng sân chơi này. Đây cũng chỉ là nền tảng để các em tiếp tục hành trình chinh phục kiến thức ở phía trước. Và điều đó cũng đã được chứng minh khi các em đã được học tập, nghiên cứu ở những ngôi trường đại học có uy tín trên cả nước Việt Nam. Mỗi một cuộc thi là một sân chơi thực sự, cũng có những sự ganh đua, cũng có những màn đấu trí gay cấn,
nhưng đích đến cuối cùng vẫn là sự giao lưu, là sự học hỏi và thể hiện mình của chính các em học sinh. Ngoài mục đích tạo ra một sân chơi kiến thức cho các em, chúng tôi muốn thông qua chương trình để giúp các em rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện sự tự tin, sự năng động và thể hiện chính mình. Chinh phục không chỉ là một cuộc thi mà còn là một lớp học thực sự, để từ đó tạo ra một phong trào thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi trong các trường học. Thưa ông Mai Huy Phương, để có được một sân chơi ý nghĩa và bổ ích như vậy, đó là một nỗ lực lớn của những người thực hiện chương trình. Về ông đánh giá như thế nào về điều này ạ? Để có được cái sân chơi ý nghĩa và thiết thực này, trước hết tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng tổ chức cuộc thi của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị và Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Trên cơ sở đó để chúng ta xây dựng một cái chương trình, một kế hoạch thật sự bài bản và cùng phối hợp với các cái lực lượng khác để chúng ta tổ chức cuộc thi thành công. Một điểm nữa là tôi cho rất là quan trọng, đó là trong chương trình ấy thì không những là qua cuộc thi học sinh có thể thể hiện được những cái hiểu biết của mình về những cái kiến thức khoa học của các môn học, mà có thể nói cái phổ của cuộc thi khá rộng. Bên cạnh những kiến thức khoa học thì có nhiều cái nội dung khác nó liên quan đến địa phương, như văn hóa, như lịch sử, rồi nghệ thuật. Điều đó nó giúp cho các em có được cơ hội để mở mang hơn kiến thức của mình. Và một điều quan trọng nữa là tôi cho rằng đó là cái tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên ở trong ban tổ chức cuộc thi, mà đặc biệt đó là các thầy cô giáo. Có thể nói là các thầy cô có thể rất là nhiều công việc, nhưng cũng đã dành nhiều cái tâm huyết cho chương trình này, đặc biệt là từ việc thiết kế chương trình, đề xuất các câu hỏi, rồi làm việc một cách hết sức trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết và đặc biệt là rất là công tâm công bằng để chúng ta có một cái cuộc thi thành công và đem lại cái niềm tin cho học sinh và tạo ra được cái sự lan tỏa không những là trong các trường trung học phổ thông mà ở trên địa bàn của toàn tỉnh của chúng ta. Tân Nhật và Nam thân mến, cảm xúc của các em như thế nào sau khi mà vừa xem lại những hình ảnh vừa rồi? Em cảm thấy rất là xúc động. Nó làm em nhớ về hành trình tuyệt đẹp của em năm 2018. Em nhớ về những lần em môn thi chăm chỉ, cũng như là những người thầy cô, những bạn bè đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường dài ấy. Và cả những lúc hụt hẫng khi trả lời sai câu hỏi, hay là những lúc vỡ òa khi giành chiến thắng. Và nó làm em cảm thấy rất là xúc động ạ. Vậy Nam thì chắc hẳn lúc này em rất là xúc động đúng không, khi mà theo dõi những hình ảnh có mình trong đó đúng không Nam? Dạ vâng, thực sự thì em cảm giác rất là xúc động khi mà nhìn lại những cái hình ảnh quá khứ mình đã từng trải qua. Và nhắc đến đấy thì em lại nhớ đến một cái câu văn, đó là nếu cho bạn một cái cơ hội để quay trở về quá khứ thì bạn sẽ phát hiện rằng là những cái kỷ niệm sở dĩ tươi đẹp là bởi vì chúng ta không thể làm lại mà thôi. Đó, thật sự là đúng là như vậy. Những cái giây phút mà tham gia cuộc thi chinh phục đã là một cái phần quá khứ tươi đẹp đối với em. Và để có những cái trải nghiệm đó thì cái quá trình mà em tìm tòi nghiên cứu học tập, rồi là được sự động viên quan tâm từ gia đình, nhà trường, bạn bè là những cái điều mà em luôn nhớ đến. Còn có lẽ cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất đó là cái chi tiết câu hỏi cuối cùng của trận chung kết chinh phục. Em nhớ rằng là cái lúc đó là em đang có số điểm 160, chị Vĩnh thì là 170 và anh Huy là 180. Và cái câu hỏi cuối cùng đó là một cái câu hỏi tiếng Anh 30 điểm. Nó lại là không phải là một cái thế mạnh của em. Tuy nhiên là rất là may mắn em đã trả lời đúng câu hỏi đó và dành cho mình cái cơ hội được bước lên cái bục nhận giải quán quân. Thật sự thì bây giờ nhớ lại em vẫn còn cái cảm giác gì đó nó xúc động, nó khó tả như cái ngày trước. Và cuối cùng thì em nghĩ cái cuộc thi chinh phục là một cái bước đệm vững chắc để cho em có thể tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia, hay là những cái nấc thang khác trong cái sự phát triển
trên con đường học vấn hay là những cái sự trưởng thành của bản thân sau này. Tân Nhật và Nam này, trong bốn phần thi của cuộc thi chinh phục thì phần thi nào mà để lại cho các em nhiều ấn tượng nhất? Các em có thể chia sẻ một chút về phần thi này. Dạ, đối với em thì mỗi phần thi nó đều có một cái hay và có một cái đặc sắc riêng. Nhưng mà ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em đó là phần thi tăng tốc. Bởi vì nó có các mảnh ghép và để đưa đến một cái từ khóa mà mình muốn tìm đến cái từ khóa là mình phải liên kết lại các câu hỏi và kiến thức của nhiều cái để tổng hợp lại để tìm ra được đáp án cuối cùng. Và bên cạnh đó thì phần thi này cũng mang ý nghĩa rất lớn khi mà mình có thể tìm hiểu biết hơn nhiều về lịch sử quê hương Quảng Trị cũng như văn hóa của dân tộc cũng như bên cạnh đó là lịch sử của nước nhà. Dạ vâng, thì cũng giống như những cái chia sẻ lúc trước của em thì em nghĩ trong bốn cái phần thi thì cái phần thi chinh phục sẽ để lại cho em nhiều cái ấn tượng nhất. Bởi vì là ở đó là các bạn sẽ có những cái giây phút hồi hộp căng thẳng khi mà quyết giành được những cái con số điểm ở các cái thí sinh để tạo cho mình cái cơ hội để từ đó có thể là giành chiến thắng trong cuộc thi. Và em nghĩ cái giây phút mà các bạn biết rằng là mình là người đạt được thành tích cao trong cái phần thi đó để có thể chiến thắng cuộc thi thì là một cái giây phút mà các bạn sẽ được vỡ òa trong sung sướng. Em nghĩ là như vậy. Để mà có được những thành tích đó thì chắc hẳn các em cũng đã trải qua một quá trình rèn luyện và học tập đúng không nào? Vậy thì Tân Nhật và Nam có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Dạ, đối với em thì mọi thứ đều phải từ gốc rễ đi lên. Nên em trước tiên em sẽ nắm vững các kiến thức trong sách giáo khoa. Rồi từ đó thì em sẽ đào sâu các vấn đề ở trong đó để mở rộng ra. Như thế thì các kiến thức mới nó sẽ được liên kết với nhau và giúp cho em cảm thấy dễ nhớ hơn. Bên cạnh đó thì em cũng thường xuyên cập nhật các tin tức cũng như học tìm hiểu thêm về kiến thức về lịch sử văn hóa trong tỉnh cũng như là nước mình và cập nhật các tin tức nóng hổi của nước mình cũng như là trên toàn thế giới. Và đối với em thì có một cái rất hữu ích để cải thiện kiến thức của mình đó là xem các cuộc thi chinh phục của những năm trước để mở rộng thêm kiến thức của mình, cùng trả lời với thí sinh để xem kiến thức của mình đến ngang đâu. Và bên cạnh phần kiến thức thì cũng cần chuẩn bị một sức khỏe và tinh thần tốt để tham gia cuộc thi có kết quả cao nhất. Đối với em thì em nghĩ cái việc mà mình có được cái sự hiệu quả trong cái quá trình tìm hiểu kiến thức hay là tham gia cuộc thi thì sẽ chủ yếu đến từ cái tinh thần tự học, tự khám phá của các bạn. Bởi vì là những cái điều đó sẽ đem đến nhiều giá trị hơn cho các bạn. Hiển nhiên thì mỗi người sẽ có những cái phương pháp và khác nhau để phù hợp cho bản thân mình trong cái quá trình tích lũy kiến thức, học tập, nghiên cứu. Có thể là thông qua thầy cô, bạn bè hay là sách vở. Mà có lẽ những cái điều đó thì các bạn sẽ còn làm tốt hơn em nữa. Cho nên là để chia sẻ về cái vấn đề này thì em nghĩ khi mà mình tìm hiểu về kiến thức hay là tham gia cuộc thi thì mình sẽ cố gắng để xác định đủ ba cái câu hỏi, đó là câu hỏi what, how và why. Tức là what là gì? What là bạn phải cần tìm hiểu rõ những cái điều gì. Còn how tức là những cái điều đó sẽ được sử dụng như thế nào và làm cách nào để bạn có thể áp dụng những cái điều đó. Cái câu hỏi thứ ba là câu hỏi why, tức là ở đây các bạn sẽ phải trả lời câu hỏi tại sao mà các bạn phải tìm hiểu những cái vấn đề đó, rồi nó sẽ mang lại những cái giá trị gì cho các bạn. Xin được cảm ơn cả vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, cuộc thi chinh phục dành cho các em học sinh có học lực đạt loại khá trở lên và hình kiểm tốt lớp 10, lớp 11 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Và thông qua cuộc thi thì để mà ươm mầm những tài năng trí tuệ cho Quảng Trị và cũng lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để đi tham dự các chương trình, các cuộc thi do VTV, các đài truyền hình trong cả nước tổ chức như là Đường lên đỉnh Olympia Trí tuệ Việt Nam. Và việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc thi chinh phục là mong mỏi của cả trường học và các em học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một số ý kiến sau đây. Chương trình chinh phục thì năm nay tiếp tục thì đó là một cái điều mà
thì nói là học sinh của tất cả các cái trường phổ thông rất là mong đợi, rất là háo hức và hy vọng là cái chương trình chinh phục của năm 2023 này thì là sẽ có nhiều cái thay đổi, nhiều cái nội dung thiết thực hơn, gần gũi với các em để tạo cho các em một cái sân chơi lý thú bổ ích. Em rất là vinh dự khi được tham gia một cuộc thi chinh phục và đặc biệt là đấy cũng là sân chơi rất là tuyệt vời để em có thể học hỏi và trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là em cũng có thể qua đó thì em cũng có thể thử sức chính bản thân mình. Nếu mà em được tham gia vào những sân chơi kiến thức thì em cảm thấy là rất là vinh hạnh và cảm thấy hạnh phúc vì khi chơi mình có thể tiếp thu nhiều kiến thức cho mình. Là em thì em sẽ rất muốn được tham gia cái cuộc thi này. Em nghĩ là nếu mà cuộc thi chinh phục này tiếp tục được tổ chức thì sau này sẽ có rất là nhiều các thế hệ học sinh cũng có thể nối gót của các anh chị của mình. Vâng, thưa ông Mai Huy Phương ạ, với những mong muốn và chia sẻ của các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh vừa rồi thì ông có thể cho biết những kế hoạch sắp tới của chúng ta là gì ạ? Chúng ta thấy cuộc thi này rất là ý nghĩa, điều đó đã được khẳng định qua rất nhiều ý kiến, và với kỳ vọng là cuộc thi của chúng ta nó ngày càng chuyên nghiệp hơn, thu hút được nhiều sự quan tâm của các trường trung học phổ thông và học sinh trung học phổ thông ở trên địa bàn tỉnh nhà hơn. Cho nên Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị đã tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh để đưa cái cuộc thi này vào một cái nội dung mà có tính chuyên nghiệp và thường xuyên đối với các năm học. Cho nên hiện nay thì Sở đang tham mưu Ủy ban nhân tỉnh để quyết định điều đó. Và ở trong năm 2023, chúng tôi dự kiến sẽ cùng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị để có thể khởi động lại cuộc thi này vào quý 1 với một cái format có những cái đổi mới để thu hút thêm mà học sinh và đặc biệt là tạo sự hứng thú, tinh thần tự nguyện cho học sinh tham gia. Trong vấn đề đó thì Sở rất là quan tâm đến cái việc đó là xây dựng các cái câu hỏi cho các phần thi. Bởi vì các câu hỏi thì nó phải đáp ứng được các cái tiêu chí vừa đảm bảo kiến thức khoa học, vừa có những cái phổ rộng trên các mảng kiến thức từ các môn khoa học, rồi khoa học thường thức, đời sống, rồi kiến thức về văn hóa, về lịch sử, về địa lý, về những vùng miền ở trên quê hương Quảng Trị. Thành thử ra đây là một khâu mà chúng ta cần phải có cái sự đầu tư có chiều sâu để mang lại cái chất lượng cao nhất cho cuộc thi. Cùng với đó thì Sở cùng phối hợp với các đơn vị liên quan để cùng thực hiện tốt cái công tác xã hội hóa, làm sao để chúng ta có những cái phần thưởng thật sự hấp dẫn, cuốn hút và nó đem lại những cái niềm vui bổ ích cho các em học sinh. Tân Nhật và Nam thân mến, qua chương trình ngày hôm nay thì các em có mong muốn điều gì? Đối với em thì trước tiên là mong muốn lớn lao nhất của em đó là cuộc thi chinh phục có thể được tổ chức trong nhiều năm nữa. Và đây là một sân chơi rất bổ ích và thú vị cho học sinh trên cấp 3 tỉnh nhà. Và cũng có thể từ cuộc thi chinh phục này mà Quảng Trị mình phát hiện ra được nhiều nhân tài mới. Từ đó thì sau này sẽ phục vụ cho việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà cũng như phát triển đất nước. Cuộc thi sẽ được quảng bá mạnh mẽ đến cho mọi người được biết. Và em thấy một cách mà khá là hữu hiệu đó là xây dựng một kênh mạng xã hội, chẳng hạn như cuộc thi chinh phục mình có thể thành lập một fanpage ở trên Facebook để quảng bá hình ảnh cũng như là cập nhật các thông tin về các thí sinh cũng như kết quả trận đấu và các thông tin bên lề. Em nghĩ đó là một điều rất là thiết thực. Thì hôm nay cũng rất là may mắn là em được quay lại trường quay này. Và em cũng có một mong mỏi nhỏ, đó là muốn được lưu giữ lại những cái hình ảnh của trận chung kết chinh phục năm 2018 mà em chưa có cơ hội được xem lại. Và cũng phải nói là 5 năm rồi và nó làm em rất là nhớ về cái trận chung kết ấy. Và em hy vọng có thể được xem lại những khoảnh khắc vỡ hoa của em ở năm đó.
cũng giống như internet thì là em rất mong muốn là chương trình sẽ phát triển hơn nữa và tiếp tục là một cái sân chơi bổ ích, là một cái vườn ươm đúng nghĩa để giúp cho các bạn học sinh có cơ hội được thử thách để phát triển tốt hơn. Vâng, với mong muốn của Tân Nhật thì chương trình sẽ gửi tặng lại em video mà em đã đạt giải nhất cuộc thi chinh phục vào năm 2018. Vâng, thưa ông Mai Huy Phương ạ, với những ý tưởng mà hai em vừa đưa ra thì trong cuộc thi chinh phục sắp tới chúng ta có thể áp dụng triển khai thực hiện vào cuộc thi được không ạ? Tôi cho rằng cái ý tưởng của Tân Nhật nêu ra rất là hay, bởi vì một trong những mục tiêu của chương trình của chúng ta là tạo ra sự lan tỏa càng rộng càng tốt đối với học sinh tỉnh nhà. Nó không chỉ là đối với học sinh phổ thông mà còn học sinh của các cấp học khác, để từ đó chúng ta gây dựng cái niềm đam mê cho các thế hệ học sinh, để các em có đam mê, có động lực để phấn đấu và rèn luyện. Cho nên đây cũng là một cái ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp thu để đưa vào ở trong format của chương trình. Tân Nhật và Nam thân mến, đầu năm thì người ta thường hay chúc nhau là may mắn. Về theo các em thì yếu tố may mắn đóng vai trò như thế nào trong một cuộc thi? Các em có thể chia sẻ một chút. Dạ vâng, thì cái yếu tố may mắn là luôn luôn hiện ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Em nghĩ bất cứ cái cuộc thi nào thì đều cần cái yếu tố may mắn. Bên cạnh cái quá trình mà học tập rèn luyện của mỗi người thì yếu tố may mắn nó là một chất xúc tác để giúp cho các bạn thí sinh có cơ hội đứng trên cái sự thành công của cái cuộc thi. Và nên dịp năm mới Quý Mão 2023 thì em cũng xin chúc tất cả các khán thính giả của chương trình một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, và đặc biệt là chúc cho chương trình chinh phục sẽ ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong tương lai. Đối với em thì may mắn nó là một phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, và trong cuộc thi chinh phục cũng vậy. Sự may mắn nó đã đi với em xuyên suốt từ trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu cuối cùng, và ở những khoảnh khắc quyết định, những câu hỏi quyết định thì cũng nhờ có một phần may mắn mà em đã giành chiến thắng, và em cảm thấy rất là biết ơn điều đó. Nhân dịp đầu xuân năm mới Quý Mão, em cũng xin kính chúc quý khán thính giả của chương trình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, những buồn phiền của năm cũ hãy bỏ qua một bên và đón tận hưởng năm mới với nhiều niềm vui và tiếng cười, thành công trong cuộc sống. Chúc tất cả mọi người một năm mới có cái Tết bình an bên gia đình, bạn bè và người thân. Vâng, còn ông Mai Huy Phương thì như thế nào ạ? Tôi nghĩ đối với một cuộc thi thì bên cạnh những cái kiến thức chuyên môn mà các em thí sinh đã tìm hiểu, đã rèn luyện học tập, thì may mắn cũng góp phần rất là quan trọng. Nó như là một cái chất xúc tác để tăng thêm cái tính ly kỳ, hấp dẫn của cuộc thi. Và đôi khi may mắn đó nó sẽ chạm đến thành công. Cho nên tôi kỳ vọng là may mắn sẽ đến với tất cả mọi người của chúng ta, đặc biệt là đầu xuân năm mới, mọi người sẽ có được may mắn ở trong cuộc sống, ở trong công việc và trên đường đời của mình. Chúc cho chương trình của chúng ta sẽ đạt được những cái kỳ vọng, và đặc biệt là hướng tới được học sinh, phụ huynh ở trong tỉnh nhà của chúng ta. Vâng, chúng tôi cũng mong muốn là may mắn sẽ đến với tất cả các vị khách mời của chúng ta ở đây và đến với tất cả mọi người trong năm mới Quý Mão 2023. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình tọa đàm Hội Ngộ Ngày Xuân xin được kết thúc. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị một năm mới bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.